Light It Up, bài hát World Cup năm 2018 hoàn toàn là một đống rác. Bài hát Light It Up của World Cup năm nay bị nhiều người chê vì không ra hồn, là một ca khúc chính thức của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và không tôn vinh nét đẹp văn hóa của nước chủ nhà Nga. Theo Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, vừa qua đã chọn Light It Up, ca khúc cháy hết mình, làm ca khúc chính cho World Cup 2018. Ca khúc do Diplo sản xuất và được thực hiện bởi Willie Smith, Nicky Jam cùng Era Estefri. Lời bài hát được viết bằng hai thứ tiếng là tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Trên trang web chính thức của mình, FIFA giới thiệu được sản xuất bởi Diplo, Light It Up sẽ nối gót ca khúc We Are One trong World Cup 2014 và được trình diễn bởi Big Bop và ca khúc Waka Waka World Cup năm 2010 tại Nam Phi của Shakira. Hứa hẹn sẽ lấp đầy sân vận động Nga bằng bầu không khí sôi động để mang đến cho người hâm mộ gần nhau hơn. Tuy nhiên, nhiều người nhận xét rằng Light It Up có giai điệu khá nhạt nhòa, không tôn vinh bản sắc của nước chủ nhà Nga. Tính đến chiều tối ngày 7 tháng 6 theo giờ Việt Nam, số lượt người xem ca khúc Light It Up phiên bản official audio mới đạt 16,4 triệu được xem. Theo tờ Independent, đây là một bản mix kỳ lạ và bài hát được sáng tác với một thông điệp rất chung chung. Bạn chỉ sống một lần, do đó hãy cháy hết mình. Đời mà, cháy hết mình vì bạn chỉ có một cuộc đời. Đời mà, cháy hết mình vì bạn không có cuộc đời thứ hai. Theo một đoạn bài hát, ban tổ chức cũng sử dụng đàn guitar của người châu Phi và mượn một phần giai điệu từ bài hát tình đám Zan La Lewa do nhóm nhạc Golden Sound Cameroon, quốc gia nằm ở Tây Phi, thể hiện vào năm 1986. Trái lại, Light It Up không tôn vinh vẻ đẹp của nước nào của nước chủ nhà Nga. Về phần các ca sĩ thể hiện, một số người cho rằng ban tổ chức có sự lựa chọn gì đó sai sai. Trước hết, phải công nhận rằng Willie Smith từng là một rapper nổi tiếng, nhưng từ vài năm gần đây, anh được biết đến với vai trò rộng rãi là một diễn viên. Trong khi đó, Nicky Jam là một ca sĩ người Mỹ gốc Peru, còn Era Estefri là một nữ ca sĩ người Cộng hòa Scovo. Không ai trong số họ đến từ các quốc gia có đội tuyển tham gia World Cup. Bộ ba sẽ trình diễn Light It Up trước khán giả trong vòng chung kết World Cup 2018 diễn ra từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7. Theo hãng tin Reuters bình luận, ban tổ chức World Cup đã gây chia rẽ trong cộng đồng người hâm mộ khi tung ra ca khúc Light It Up chính thức vào hôm 24 tháng 5, tính nay đã được 2 tuần. Light It Up thiếu đi sự sôi động của World Cup, không có hơi hám gì của bóng đá, không có sự nhiệt huyết. Nó như thể một bài hát dance club không ra hồn, cơ bản là một sự thất vọng hoàn toàn, một người dùng Twitter cho hay. Trong khi đó, tài khoản Messi World trên Twitter nói thẳng rằng bài hát World Cup năm nay là hoàn toàn là một đống rác.